Chào các bạn. Các bạn thân mến, quê hương Quy Nhơn xinh đẹp với những mảng xanh rất là mỹ miều, với đường bờ biển dài, cát trắng và ánh nắng chan hòa. Thật là vui khi chúng ta có điều kiện để thưởng thức tất cả những vẻ đẹp của thiên nhiên đó với một tinh thần phơi phới, với một thể chất rất là khỏe mạnh. Ngày hôm nay, chương trình Nghệ thuật cuộc sống, chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về chạy bộ, với câu chuyện về câu lạc bộ QMR Quy Nhơn, chạy bộ mỗi sớm bình minh ở Quy Nhơn. Họ sẽ chia sẻ với chúng ta những câu chuyện thú vị trên đường chạy của mình vào mỗi buổi sớm mai như thế nào. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện kể của chúng tôi qua chương trình này nhé. Buổi sáng phố biển. Không gian lý tưởng nơi biển bên hè phố đã đánh thức nhiều người dậy sớm vận động cơ thể, bắt đầu một ngày mới. Trong nhiều môn thể thao mọi người chọn, thì chạy bộ cũng là một lựa chọn của không ít người, nhất là vài năm lại đây. Chạy bộ trở thành phong trào thể thao sôi nổi lan tỏa ở thành phố biển Quy Nhơn, và câu lạc bộ Quy Nhơn chạy bộ sớm, gọi tắt là QMR, là một điểm sáng của phong trào này, đã và đang tạo ra sự thay đổi nhận thức của cộng đồng về tinh thần thể thao, nguồn cảm hứng sống khỏe, sống tích cực. Vâng, các bạn thân mến, quả là những cái buổi sáng rất là đáng yêu của thành phố biển Quy Nhơn, với vô vàn rất là nhiều những hoạt động, và một trong số đó là phương pháp chạy bộ, một phương pháp vô cùng đơn giản nhưng mà nó có sức quyến rũ với số đông rất là nhiều người và mang lại một cái sức khỏe tinh thần cũng như thể chất rất là tốt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một trong những runner có tiếng ở Quy Nhơn, ở tỉnh Bình Định của chúng ta, và anh là đầu tàu trong rất là nhiều những cái phong trào của bộ môn chạy ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện nay, đó là Nguyễn Quốc Khánh, nhân vật trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và Quốc Khánh thì vừa rồi mới hoàn thành xong một vài cái cây chạy của mình và đến với chúng ta. Vâng, xin chào bạn Quốc Khánh ạ. Hãy giới thiệu một chút về mình và hôm nay, sáng ngày hôm nay thì bạn đang hoàn thành mấy cây số ạ? Dạ. Xin chào mọi người, xin chào chị. Thì mình tên là Nguyễn Quốc Khánh, đang công tác tại công ty cổ phần cảng Quy Nhơn. Thì để trả lời câu hỏi của chị thì hàng ngày mình đều có những cái buổi chạy, những cái bài tập và chạy trong tuần, thì tùy mỗi ngày, có ngày ta chạy nhẹ, có ngày ta chạy dài hơn và có ngày ta chạy tập nặng hơn. Thì hôm nay là buổi tập nhẹ, sáng nay mình mới hoàn thành xong 5 cây số thôi. Ngày thứ tư trong tuần là một ngày có cái bài tập mà nó khá nặng đối với các bạn, đó là bài tập biến tốc. Tùy bài tập, gọi là mỗi cái mục tiêu của các bạn sẽ có một cái giáo án tập luyện riêng. Thì thường trong tuần là ngày thứ tư, thứ sáu thì các bạn sẽ tập theo giáo án, và cái ngày cuối tuần cũng như thứ bảy hoặc chủ nhật, tùy theo lịch sắp xếp của các bạn, thì các bạn sẽ có bài chạy dài để nó tạo cái nền tảng thể lực sức bền cho mình. Chạy dài tức là bao nhiêu cây ạ? Chạy dài thì tùy cái cự ly mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành. Ví dụ bạn chạy 10 cây thì bạn chạy dài có thể tối đa là 7 cho đến 9 cây, có thể 11 cây cũng được, tùy theo sức. Còn nếu với cự ly 21 cây thì các bạn cũng có thể chạy dài ở tầm từ 15 cây đến 19-20. Không nhất thiết phải chạy hoàn thành 21 cây, vì khi các bạn chạy dài, các bạn đã tạo thành một cái nền tảng về sức bền của mình, thì khi vào cuộc đua thì các bạn cũng có thể là hoàn thành cái cự ly của mình rất là tốt. Đối với cự ly 42 thì tùy giáo án thì và sức, các bạn có thể phải hoàn thành tuần này có thể 33 cây, tuần sau có thể là 35 cây. Nghĩa là không nhất thiết chúng ta phải hoàn thành một cái đoạn đường đúng như cuộc đua, nhưng mà chúng ta cũng có thể khi vào cuộc đua thì ta vẫn chạy được tốt. Mục tiêu của cái bài chạy dài đó là rèn luyện sức bền cho chúng ta. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của nhóm QMR Quy Nhơn chạy vào mỗi sớm bình minh trên thành phố biển Quy Nhơn qua những hình ảnh sau đây nhé. Một ngày mới bắt đầu. Các thành viên tham gia thuộc nhiều lứa tuổi, làm nhiều ngành nghề khác nhau. Hôm nay, cậu bé Thế Kỳ, 10 tuổi, theo cha đi tập. Đến đây,
họ được hướng dẫn cách thức luyện tập và làm quen với chạy bộ, bắt đầu từ 1 đến 2 km, rồi tăng dần về tốc độ và sức bền. Hôm nay, nhóm VMR luyện tập mỗi tuần thứ tư và chủ nhật, mọi người sẽ gặp nhau và chia sẻ bài tập chạy dài cùng nhau. Lúc ban đầu khi bắt đầu chạy bộ thì việc 72 cân và đến thời điểm này là việc 66 cân, giảm được gần 7 cân. Từ cái việc là chạy bộ, nghĩ rằng là chỉ là cái việc giảm cân đơn thuần ở thời điểm đầu thôi. Tuy nhiên thì qua một cái thời gian thì không những về cân nặng mà sức khỏe về mặt thể chất cũng đã cải thiện hơn rất là nhiều, cũng như là về mặt tinh thần. Sau mỗi cái buổi sáng mà mình chạy bộ thì mình cảm thấy cái hưng hằng rất là phấn chấn, bởi vì vừa được chạy bộ mà vừa được hoạt động cùng với tất cả các anh chị em ở trong câu lạc bộ. Vì thế việc tin rằng đây là một trong những cái môn thể thao rất là bình dị, rất là bình dân mà bất cứ ai cũng có thể tham gia được. Chúng ta hãy bắt đầu đi, và khi mà bắt đầu thì mọi người hãy tìm những cái người mà người ta có những cái kinh nghiệm chạy bộ trước ở đây để họ có thể hướng dẫn cho các anh chị. Từ lúc mà việc chạy chưa được 1 km đến bây giờ là việc đã hoàn thành được mục tiêu là 21 km, và sắp tới việc sẽ chạy giải chạy VN Express năm 2023 tại thành phố Quy Nhơn của mình. Em được mấy anh em hướng dẫn chạy thì em nghĩ nó rất là khó khăn đối với em, vì em đi không em thở nó cũng rất là mệt. Nhưng mà khi được sự hướng dẫn của tất cả anh em VMR thì em đã dần dần chạy được 5 cây lên tới 10 cây và 21 cây. Thì lợi ích ở đây là em nghĩ một người sức khỏe yếu như em mà em được như ngày hôm nay thì em rất cảm ơn các anh em trong VMR hướng dẫn em nhiều. Và môn chạy bộ này thì nó cũng đơn giản, không tốn kém nhiều so với những người chơi phổ thông. Thì thấy không khí ở mình là được, buổi sáng là không khí trong lành. Mình chạy như vậy là cải thiện sức khỏe, rồi đầu óc thoải mái rồi sau những ngày làm việc mệt. Có học lớp 4 vì ba con ngủ con đi chạy bộ nên con thích môn này. Đầu tiên con chạy thì chạy được ít lắm, mà giờ con rèn luyện để con chạy được bữa nay mấy cây số. Chỉ muốn là chạy cho nó khỏe thôi, chạy vì sức khỏe. Thì sau đó là thấy cảm thấy cái môn này hay thì sau đó mới bắt đầu là tập luyện đồ theo anh em đồ nhóm rồi tập luyện nhiều hơn. Thì theo đó vợ thì thấy cũng nói chung là cũng hoạt động tích cực thì cũng theo. Hai chồng thì cùng tập luyện thì nó có nhiều cái thuận lợi, thấu hiểu lẫn nhau, rồi có những cái hỗ trợ giúp đỡ, rồi thời gian bố trí rồi đó, cái công việc rồi con cái rồi nó rất là thuận lợi. Mình năm nay 41 tuổi. Nói chung là mình cũng tham gia chạy bộ từ cái giải VFRS đầu tiên ở Quy Nhơn mình á, là khoảng năm 2019. Thì là do lúc đầu là cũng ngại lắm, bởi vì là ra chạy nó rất là mệt. Nhưng mà được ông xã động viên rồi là rủ, cho nên là cứ vậy là theo thôi. Và bây giờ chạy thì thấy là rất là khỏe. Nói chung là sức khỏe mình nó khỏe và mình cũng ít có khi nào mà bị đau vặt nữa. Với lại ví dụ như khi mà tham gia các cái hoạt động ngoài trời với cơ quan hay là ở đoàn thể rồi vậy thì mình cảm thấy là mình rất là thoải mái và rất là khỏe, không có mau mệt đồ như là các bạn. Thành lập từ một nhóm người hâm mộ môn chạy bộ, sau giải VN Express Marathon Quy Nhơn năm 2019, đến nay QMR đã có hàng nghìn thành viên, trong đó có khoảng 100 thành viên thường xuyên chạy bộ mỗi buổi sáng, tạo không khí sôi động và lan tỏa môn thể thao không kén người chơi này tại thành phố biển Quy Nhơn. Có cả những người thân trong nhà cùng rủ nhau chạy, hoặc người khiếm thính cũng vì sức khỏe mà tham gia chăm chỉ trong những buổi chạy như thế này. Như anh Lê Đình Khoa đã kể về câu chuyện của mình. Mình là tên là Lê Đình Khoa, đang làm việc ở công ty dược Bình Định Bifa. Thì mình chạy là bắt đầu nghĩ là chạy là đỡ khỏe thôi, chạy khỏe là cứ rảnh là mình chạy, chứ giờ chơi các môn khác là phải chờ, nào là chờ bạn, chờ sân. Còn đây là mình rảnh là mình cứ xỏ giày vô mình chạy. Chạy chắc cũng được là 3 năm á, chạy chậm chậm. Đây là mình mới hoàn thành bài xong là bài chạy nhẹ là 12 cây sáng nay vừa xong. Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là cái bữa hôm Tết rút ở đường Quy Nhơn này, Việt Nam Express á, là bữa đó mình chạy lần đầu tiên mình chạy được 21 cây. Rồi mà cái ban tổ chức họ cho mình cái bít giải ở Nha Trang,
À, mình tham gia cái bít giải Nha Trang lần đầu tiên Quy Nhơn, xong là lần thứ hai ở Nha Trang thì lại được giải, lại lứa tuổi nhóm 4 lứa tuổi. 3 giờ sáng giờ khởi động thì khoảng 3 rưỡi mình chạy, khoảng 5 rưỡi mình chạy 2 tiếng 15 phút vậy á là mình xong cái bài của mình. Rồi mình giờ là tắm rửa đi làm. Mọi người thấy mình chạy nhanh, lần đầu tiên mình tham gia lại là có đứng bục á. Rồi mà mọi người mới yêu ái gọi cho mình cái tên là thằng gió. Do mình chạy là mình chạy vượt ngưỡng, chạy cứ chạy thoải mái, chạy chậm là lần nhanh. Chứ không có chạy vô chạy nhanh là vô nhanh là mình ngộp. Các thành viên trong câu lạc bộ vẫn đang rất là tích cực lập luyện các bài tập, hoàn tất các bài tập theo giáo án của mình, những cái bài tập cuối cùng, và để đến một tuần trước khi giải chạy các bạn sẽ nghỉ ngơi phục hồi, gọi là để tạo thành cái điểm rơi phong độ của mình, như trong thể thao gọi là điểm rơi phong độ. Khi đến cái ngày chạy là chúng ta sẽ có phong độ tốt nhất và thể lực tốt nhất cho cái cuộc đua của mình. Có nghĩa là chúng ta tập sao tập, nhưng mà gần sát ngày thi khoảng vài ngày thì chúng ta không nên tập nhiều nữa. Đúng rồi ạ. Một tuần trước cuộc đua của mình thì các bạn nên giảm khối lượng lại, nhưng không có nghĩa là chúng ta nghỉ luôn hoàn toàn. Chúng ta vẫn chạy ở cái khối lượng vừa phải để chúng ta duy trì cái nhịp hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên không có gắng sức để duy trì cái năng lượng cho mình và tích cực nạp năng lượng thông qua việc ăn uống thì bà nghỉ ngơi. Và ngày chạy chính thức trong tuần sẽ có điểm tiếp nước được gây từ một nguồn quỹ nhỏ do mọi người đóng góp. Hôm nay Duy Thành cũng là một người có kinh nghiệm trong nhóm, sẽ cùng thực hành bài tập khởi động với mọi người. Điều này để đánh thức cơ thể, làm khớp và cơ linh hoạt, sẽ giúp giảm chấn thương, chạy sẽ an tâm vì không bị căng hay là bó cơ, đau khớp. Buổi chạy bộ của bạn sẽ an toàn, dẫu là chạy dài 21 cây số trở lên. Còn cuối buổi chạy, bạn sẽ được hướng dẫn xả cơ và những lưu ý cần thiết về kỹ thuật chạm chân, chiến lực, v.v. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút sáng là mọi người sẽ ra về để chuẩn bị một ngày làm việc mới của riêng mình. Các bạn đừng ngại ngùng gì hết, chỉ cần các bạn kiên trì, chỉ cần các bạn muốn chạy, chỉ cần các bạn có thể dậy sớm, vượt qua cái cơn thèm buồn ngủ của mình buổi sáng thì các bạn đã có thể là vượt qua chính mình. Thì mới bước đầu chạy, các bạn không nên đi chạy theo những người đã chạy lâu năm, là chúng ta sẽ bị ngộp và mất sức. Thì chúng ta chỉ cần vừa đi bộ vừa chạy nhẹ, rất nhẹ, cố gắng ngày hôm nay chúng ta chạy 1 cây số chẳng hạn, thì ngày hôm sau chúng ta sẽ vượt qua một tí. Cố gắng từng ngày thì các bạn sẽ đạt được cái thành tích mà mình không ngờ khi trước đây chúng ta chưa bắt đầu chạy. Và để chạy thì để bắt đầu thì các bạn nên vừa chạy vừa đi bộ và tập cái nhịp chân cao lên. Chúng ta sẽ tập dần nhịp chân, rồi chúng ta nhập đến cái động tác chạy, tập đến cái việc hít thở, và rồi chúng ta tập tăng tốc, chúng ta tập duy trì tốc độ, và chúng ta theo những cái bài tập dài. Các bạn hãy tham gia với nhóm của chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày đều có người chạy tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Đặc biệt vào những ngày thứ tư và chủ nhật thì nhóm sẽ tập trung đông hơn và các bạn sẽ tìm thấy cho mình những người bạn đồng hành ở cùng tốc độ, cùng sức lực, cùng cái đam mê chạy bộ của mình, nếu các bạn có thể vượt qua được cái cơn thèm khát buồn ngủ của mình vào buổi sáng sớm. Nên là mỗi người sẽ tự lắng nghe cơ thể của mình, tự lắng nghe cái sức khỏe của mình như thế nào để có những cái bài tập nó phù hợp và không gắng sức để dính chấn thương. Nếu một mình không lắng nghe cơ thể của mình vẫn có thể bị kiệt sức, vẫn có thể bị đau gối, vẫn có thể bị đau chân, vẫn có thể bị những cái chấn thương mà trong chạy bộ có những cái tên gọi nó hơi chuyên môn một tí. Và khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta dính những chấn thương đó, chúng ta nên tìm hiểu, nghỉ ngơi để
chấn thương, những cái chấn thương đó phục hồi lại và nó giúp chúng ta có thể chạy bộ lại. Vì chạy bộ ở đây chúng ta chạy cả đời, chúng ta không chạy trong một lúc, cho nên là các bạn không cố gắng mà dục tốc sẽ bắt đạt. Tôi cũng rất là sợ bởi vì tôi cũng đang mon men để đến với môn thể thao chạy bộ. Tất nhiên thì tôi chạy bây giờ thì mới 5 cây, sau đó thì tăng lên 10 cây. Nhưng mà điều mà tôi rất là sợ đó là bị lật sơ mi chân hoặc là cổ chân nó có vấn đề gì đó trong lúc chạy. Rất là sợ như vậy. Đúng rồi. Thì trong cái việc chạy bộ ban đầu các bạn sẽ không biết mình sẽ chạy như thế nào cho nó đúng. Thì một số bạn sẽ đáp bàn chân bằng mũi bàn chân. Hoặc có một số bạn sẽ đáp ở giữa gan bàn chân, hoặc có một số bạn sẽ đáp ở góc chân. Nó theo một cái thói quen tự nhiên, một cái phản xạ tự nhiên của cơ thể mình khi mình chạy. Tuy nhiên khi mà mình thấy có dấu hiệu bất thường, không bình thường thì có nghĩa rằng mình đang có những cái kỹ thuật không đúng. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao chúng ta đau. Và chúng ta đau vì lý do gì để chúng ta có thể sửa. Ví dụ như trước đây mình cũng bị đau đầu gối, do mình chạy mình đáp bằng mũi bàn chân thì nó làm cho cái đầu gối của mình bị áp lực bởi cái cơ thể của mình đè lên đầu gối, cho nên là bị đau. Sau đó sau khi nghiên cứu đọc các cái bài viết về đau gối khi chạy bộ thì mình đã sửa lại cái việc đáp chân bằng nguyên bàn chân, thì như vậy cái trọng lượng cơ thể của mình nó được dàn đều, nó không còn áp lực nhiều lên trên gối nữa, và mình đã vượt qua được cái việc đau như vậy và có thể chạy được dài hơi hơn, lâu hơn. Vâng, các bạn thân mến, lắng nghe cơ thể mình và chạy bộ nó có giúp cho cơ thể mình cái tái tạo năng lượng ra sao và sức khỏe như thế nào, và nó là một môn thú vị như thế nào, thì chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện chia sẻ của các thành viên ở trong nhóm QMR nhé. Mình mới hoàn thành xong là 7 cây, cái này là cái bài phục hồi của mình sau khi ngày hôm qua mình đã chạy một cái bài biến tốc, cho nên hôm nay là mình chạy phục hồi. Cái cơ duyên đến của mình đến với chạy bộ là cái đợt dịch. Cái đợt dịch thì tất cả các cái trung tâm thể dục đều đóng cửa, cho nên là mình mới mong men ra chạy bộ. Phải nói một cái quá trình rất là khó khăn đối với mình, tại vì lúc đó mình cân nặng đến 75kg lận. Nhưng mà đến khi mình kiên trì, nhờ cái tính mình có cái tính là mình chịu khó, mình kiên trì, mình không có bỏ ngang, mặc dù là thật sự là cực kỳ khó khăn, những cái đau đớn về thể xác cộng như là thở ngốp này rất là nhiều thứ, chân thì tan nát hết, tại vì giày không biết sử dụng, kể cả quần áo phụ kiện tất cả tất tần tật, nhưng mà mình vẫn không bỏ cuộc, mình duy trì đến ngày hôm nay là sao. Mình đã hoàn thành được 42 cự ly marathon, 42,2 km, và hoàn thành rất nhiều những cái half marathon là 21,2 km, cũng rất là nhiều trong các cái cuộc đua mà tổ chức ở tại Quy Nhơn cũng như ở các cái tỉnh thành khác, thì mình cũng có đăng ký và tham gia. Và cái đó nó giống như là bây giờ nó giống như là một đam mê như hơi thở. Thì tôi tham gia câu lạc bộ Quy Nhơn Morning Run từ năm ngoái. Thì trong quá trình tham gia chạy bộ với câu lạc bộ thì tôi cảm thấy là cái cuộc sống và sức khỏe của mình nó được tăng cường rất là nhiều. Song song với đó là tinh thần và cái đời sống hàng ngày của tôi luôn luôn cảm thấy là tích cực. Và đây là một trong những cái hoạt động thể chất hàng ngày mà tôi duy trì, và nó giúp cho tôi có một cái cuộc sống là khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, vấn chấn. Và ngoài ra nó còn có một cái hỗ trợ tích cực cho tôi rất là nhiều trong cái quá trình làm việc, đó là nó giúp tôi rèn luyện tính kiên nhẫn và cảm xúc của mình được quản lý tốt hơn. Kiểu như là mình muốn chạy để mình kéo năng lượng mình lên và có sức khỏe mỗi ngày, nhưng mà khi mà đến với chạy bộ rồi thì em lại có mục tiêu cho mình. Em muốn truyền cảm hứng cho tất cả các bạn là đầu tiên là em đặt mục tiêu bíp 20 ngày 11 tháng 6 này là 10 km, nhưng mà khi dần dần em chạy lên thì em nâng bíp lên 21, thì hiện tại là em nâng bíp lên 42, và mỗi ngày em đều đăng bài của mình trên Facebook ấy để muốn truyền cảm hứng đến cho các bạn là chạy bộ có sức khỏe, để rèn luyện cơ thể, để kỷ luật bản thân hơn nè. Khi mà mình có cái câu lạc bộ chạy như vậy nè, cái mình có cảm hứng mình chạy hơn là chạy một mình. Đấy, nên là cứ mỗi tuần 4 buổi em đều ra tập luyện đều đặn như vậy, chạy theo các anh chị ra bài. Tôi kết nối được tất cả các anh chị em, không những là trong cộng đồng Quy Nhơn mà tất cả các anh chị em trainer ở trên mọi miền tổ quốc. Thì những ngày đầu thì các bạn có thể là
mua những cái dụng cụ đơn giản phù hợp với mình. Sau dần dần thì mình tham gia với cộng đồng thì mình có thể tích lũy hoặc là mình cải thiện thêm những cái đồ chuyên dụng với mình để hỗ trợ cho quá trình tập luyện của mình. Tôi làm công tác biên tập ở một tờ báo, cho nên là cái công việc hàng ngày nó rất là phải ngồi nhiều. Mà bây giờ thì tuổi tác thì nó cũng đã lớn, cho nên là nếu mà mình không có tập luyện một cái gì đó thì nó rất là mỏi, đặc biệt là mỏi cơ, mỏi vai gáy rồi đau lưng. Lúc đầu ra thì tôi chỉ chạy được ngắn thôi, nhưng mà sau đó nhờ cái sự rèn luyện thường xuyên và bền bỉ cho nên là bây giờ tôi có thể chạy dài và chạy được khoảng 20 km. Nói chung cái bệnh liên quan đến cơ xương khớp là bây giờ hầu như tôi không còn cảm thấy cái điều đó nữa, y như một cái điều nó rất là kỳ diệu. Vâng, các bạn thân mến, phải nói là mỗi người đều có một lý do đến với môn chạy bộ đúng không ạ? Và tôi nghĩ là nếu mà với những ai mà nâng được thành tích từ 3 cây, 5 cây lên 7 cây, 8 cây, 10 cây thì có lẽ cũng rất là vui, đơn cử như tôi chẳng hạn. Và bạn Quốc Khánh này, bạn có thể chia sẻ thêm một chút là từ 1 cây rưỡi cho đến full marathon là 42 cây thì trong vòng bao nhiêu lâu, mất bao nhiêu lâu thời gian tập luyện của Khánh? Đây là một câu hỏi khá thú vị, vì từ 1 cây rưỡi mà đến cự ly full marathon nó tùy theo cái thể lực của mỗi người, thể trạng của mỗi người. Và đặc biệt, việc tập luyện chúng ta không phải là vận động viên chuyên nghiệp, chúng ta vẫn còn phải đi làm, vẫn phải có gia đình. Tới giờ này thì mình chỉ mới hoàn thành được 21 cây với cố gắng thành tích tốt nhất của 21 cây thôi. Nhưng mục tiêu sắp tới mình vẫn là 42 và mình chưa thử 42 bao giờ. Cái tin này thì có thể là chưa vui với Khánh nhưng mà cực kỳ vui với tôi. Bởi vì người đứng đầu của nhóm QMR và chia sẻ rất là nhiều những cái kỹ năng về cái kỹ thuật chạy bộ nhưng mà lại chưa full 42 cây, vâng. Vẫn còn ở xem ở mức giữa là 21 cây thôi thì tôi hoàn toàn có thể nghĩ là vâng. Mình sẽ cố gắng tập luyện để có thể hoàn thành được 21 cây chẳng hạn. Và chúng ta sẽ cùng lại theo dõi thêm một cái câu chuyện nữa của nhóm QMR với bạn Nguyễn Quốc Khánh. Trong sự kiện giải marathon do báo VN Express tổ chức tại Bình Định vào 11 tháng 6 tới đây, dự kiến có khoảng 10.000 vận động viên các nơi về tham dự. Lần này, đa phần các bạn nhóm QMR tham gia ở cự ly 21 cây, có khoảng 30-40 thành viên tham gia cự ly full marathon 42 cây. Thế nên bây giờ đang là thời điểm các bạn tập luyện chăm chỉ hơn. Ngay cả ở cuộc thi chạy phong trào Việt Dã do Sở Thể dục Thể thao tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua, thì nhóm cũng đạt số lượng thành viên tham gia đông nhất với gần 100 vận động viên và cũng đạt thành tích tốt nhất. Nhiều thành viên lên bục nhận giải cao như nhất bảng nam, nhì bảng nữ cùng nhiều giải khác và nhóm đạt giải nhất chung cuộc toàn đoàn. Vâng, phải nói là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động rất là vui. Và được biết là nhóm QMR của mình không chỉ là dàn trải trên vấn đề chạy bộ không, mà các bạn còn là một cái sân chơi tập luyện, tụ họp của các bạn rất là vui với những cái hoạt động ngoại khóa nữa, đúng không Khánh? Vâng, thì bên cạnh cái việc tập luyện thì để tạo cho sự hào hứng, kích thích các bạn tham gia những cái hoạt động về liên quan đến chạy bộ, thì nhóm trong năm định kỳ thì nhóm cũng có tổ chức các cái buổi sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ các cái kinh nghiệm về chạy bộ, và đặc biệt có những cái game show để gắn kết tính đồng đội của các thành viên lại với nhau, và thông qua đó cũng là một bài tập trong vấn đề chạy bộ. Ví dụ như vừa rồi, đầu tháng 5 vừa rồi thì nhóm có tổ chức một cái giải chạy tiếp sức, một game show thôi, nói giải chạy thì quá to tát, nhưng là một cái game show tiếp sức. Thì chúng ta chia đội để các bạn chạy dưới bãi cát. Thì cái việc chạy dưới bãi cát biển nó cũng là một bài tập để giúp cho tăng cường cái thể lực, sức mạnh của cơ bắp đùi của mình. Thì nó là một cái bài tập khá đặc biệt. Và chúng ta có một cái thuận lợi là chúng ta có một bờ biển rất là đẹp. Cho nên là cái bài tập, chúng ta có thể áp dụng được cái bài tập chạy trên cát. Mà trong chạy bộ, một số giáo án đều có cái bài tập chạy trên cát như vậy mà. Và tôi nghĩ là những cái hoạt động đó đúng là nó bổ trợ cũng như là gắn kết cái tình đồng đội rất là nhiều, và nó cũng là một cái cách mà có thể thu hút mọi người tham gia vào nhóm QMR của mình nhiều hơn. Đúng rồi chị. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng rủ nhau đi leo núi, và bình thường các bạn leo núi nhưng mà chúng tôi là chạy núi,
chúng tôi cố gắng là chạy nhiều nhất có thể khi mà leo núi, để cũng là một cái bài tập mà về sức mạnh cho cơ thể có thể chịu đựng những cái con dốc dài ở trong những cuộc đua, ví dụ cuộc đua về của VN Express Marathon Quy Nhơn sắp tới ngày 11 tháng 6, chúng ta phải vượt qua rất là nhiều con dốc. Cùng với việc chạy bộ, ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn tổ chức những chuyến khám phá địa danh đẹp, giao lưu kết nối với các câu lạc bộ chạy bộ các tỉnh bạn, tham gia các giải chạy online, chạy địa hình, marathon đường dài gây quỹ giúp bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các buổi sinh hoạt đồng đội. Những lúc như thế này tạo điều kiện gắn kết mọi người nhiều hơn, để không chỉ quen biết nhau, nâng đỡ những bài tập qua chân chạy, thành tích và sức bền, mà họ còn chan hòa trong tình cảm đồng đội, chia sẻ và cùng vượt qua những chướng ngại nếu có trong đời sống. Ở các huyện thị thành phố cũng có một số nhóm câu lạc bộ chạy bộ cũng như tự tập cá nhân. Tuy nhiên, nhóm chạy bộ sớm Quy Nhơn, gọi tắt là QMR, hiện được xem là điểm sáng về thể thao chạy bộ trong tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng để rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay thì nhóm đã có một cái chương trình gọi là chạy để quyên góp tạo quỹ Tết ấm cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. Chúng tôi cũng tiếp tục nghĩ ra những cái hoạt động khác để các thành viên cùng tham gia. Vâng, cảm ơn bạn Khánh cũng đã như là một cái cách động viên chính tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ chạy 21 cây số nhưng mà vẫn về đích rất là xinh tươi. Cảm ơn bạn Khánh rất là nhiều, chúc cho bạn sẽ là niềm cảm hứng và kéo được rất là nhiều những người tham gia vào trong hội QMR cũng như là phong trào chạy bộ của thành phố Quy Nhơn. Cảm ơn bạn. Và các bạn khán giả thân mến, chúng tôi rất là vui khi đã chia sẻ một cái câu chuyện, tôi nghĩ là trong mỗi buổi sáng sớm mai ở Quy Nhơn Bình Định thì hy vọng nó cũng sẽ là một cái điều rất là tốt để có thể lan tỏa tinh thần thể thao, chú ý về sức khỏe của mình đến với mọi người. Chúc cho các bạn khán giả của chương trình sẽ luôn khỏe mạnh, luôn tự tin, luôn yêu đời bằng chính những cái niềm đam mê của mình nhé. Còn đến đây chương trình xin được nói lời chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.